Đây là cái vòng tay hổ phách chữa bệnh ạ. Nó chứa các cái hạt hoàn toàn là nguyên bản của tự nhiên ạ. Đấy, sử dụng cái dòng vòng này thì nó giúp là tăng cường cái sức khỏe này, rồi là tăng cường cái tài lộc này và tốt cho về cả tâm linh ấy. Chúng ta nhìn thấy đây, đây là cái các cái hạt của vòng ấy. Và cái bản này bản hoàn toàn là thô tự nhiên ạ, chúng ta nhìn thấy chưa? Và đây là hổ phách của Nga, của cái vùng Kaliningrad ấy. Thì Facebook cũng giải thích rất nhiều lần rồi, đó là nếu mà chúng ta quan tâm đến các cái sản phẩm về khoáng sản ấy, các sản phẩm về vàng bạc này hoặc là đá quý này, thì chắc chắn là Nga họ chứa một cái trữ lượng rất là lớn, chiếm 80% cái lượng khoáng sản trên thế giới ạ. Và Kaliningrad là một cái thủ phủ được coi là hổ phách của thế giới. Ở đây thì rất nhiều thương gia Trung Quốc họ sang để họ nhập nguyên liệu về, họ chế thành, họ thêm coban, thêm nhựa, thêm màu để chế thành các loại vòng đá quý khác nhau, và họ bán thực sự là một mức giá rất là đắt. Nhưng mà đối với những ai mà quan tâm đến thực sự cái chất lượng, độ tự nhiên cao này, và mong muốn cho cái nhận được cái lợi ích hoàn toàn tự nhiên của cái hổ phách ấy, thì Facebook luôn khuyến cáo là chúng ta nên nghiên cứu và lựa chọn các cái sản phẩm của Nga ở cái vùng Kaliningrad này. Thì cái hổ phách nó vốn là cái từ nhựa thông hóa thạch mà Nga thì lại là đất của thông đấy, thành ra là cái trữ lượng của nó rất là lớn, và cái màu sắc của nó thì cũng như là màu nhựa thông ấy. Đây là những cái viên nó rất là già. Đấy, tuổi đời nó có già, và trong nó thì khi chúng ta đeo ấy, tại sao lại là gọi là vòng chữa bệnh, bởi vì khi chúng ta đeo lên ấy thì khi nó tiếp xúc với cơ thể chúng ta, nhiệt độ cơ thể, thì nó tiết ra các cái chất như là axit sulfuric, thì cái chất đó chính là cái chất tăng cường miễn dịch và giúp là sức khỏe của chúng ta tốt lên đối với những người mà hay ốm yếu bệnh tật này, hoặc là tốt cho tài lộc. Đây là màu của tài lộc mà hổ phách, là khi mà chúng ta ra nắng ấy, chúng ta thấy nó phát ra những tia sáng như là tia ánh sáng mặt trời ấy, thì người ta hay gọi là đá mặt trời, là vì vậy mang một cái năng lượng của tự nhiên, bởi vì nó là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên tạo đấy, thành ra là nó mang một cái năng lượng tích cực của tự nhiên để giúp chúng ta là luôn xua đuổi những cái năng lượng tiêu cực. Chúng ta mang những cái sản phẩm như này nó tốt cho cả về những người mà hay thiền định này, tâm linh này, rồi là làm ăn này, tài lộc này, rồi sức khỏe. Đó thì các bạn có thể tham khảo tại Facebook để chọn cho mình những cái sản phẩm mà thực sự là nó là tự nhiên thực sự. Và Facebook thì bao giờ cũng chọn những cái sản phẩm mà kể cả từ các cái sản phẩm ốm đến những cái sản phẩm mà giá trị như này, thì đều là những cái sản phẩm mà thực sự là nó tốt thực sự và nó unique, tức là như cái sản phẩm như thế này nó chỉ có một hoặc hai sản phẩm thôi, và không có hạt nào giống hạt nào. Đó người ta gọi là cái sản phẩm là limited. Đấy. Khi chúng ta mua rồi thì sẽ rất là khó để chúng ta tìm được những sản phẩm mà tương tự như thế này ạ.